Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021. Và hiện tại, vàng thế giới đang ở quanh ngưỡng 1743,3 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên ngày hôm nay, vàng thế giới đã giảm khoảng 2 đô la Mỹ với tỷ lệ là 0,1%. Mức giao dịch thấp nhất trong ngày hôm nay 1.740 đô la Mỹ và cao nhất là 1.749 đô la Mỹ một ounce. Về chỉ số đô la Mỹ hiện đang đứng tại ngưỡng 91,782 điểm, trong phiên đã giảm 0,05%. Các bạn thân mến, trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường vàng thế giới mặc dù đã có cú bứt phá mạnh từ đêm hôm qua, tuy nhiên mức tăng giá chưa thể vượt qua mốc cản là 1.750 đô la Mỹ một ounce. Bên cạnh đó, thị trường vàng trong nước được hưởng lợi từ đà tăng này. Cập nhật lúc 17 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam, hợp đồng tương lai vàng giao tháng 6 năm 2021 được giao dịch trên sàn COMEX New York đã giảm nhẹ 0,09% về ngưỡng 1.742,6 đô la Mỹ. Trên thị trường giao ngay, giá vàng định ở mức 1.744,5 đô la Mỹ một ounce. Mặc dù giá đã giảm nhẹ, nhưng vàng thế giới đã tăng so với cùng thời điểm hôm qua. Theo giới phân tích, vàng đã lùi khỏi mức đỉnh phiên ngày hôm nay tại vùng 1.749,44 đô la Mỹ và rời về ngưỡng 1.744 đô la Mỹ một ounce. Mặc dù mức thoái lui của đà giảm mà vàng đối mặt từ cuối tháng 2 tới đầu tháng cho thấy thị trường vàng suy yếu, nhưng sự đảo chiều thành công từ phân kỳ đường trung bình động 100 ngày có lợi cho người mua báo hiệu xu hướng tăng giá tiếp theo. Tuy nhiên, sự bứt phá rõ ràng trên khu vực 1.755 đô la Mỹ là điều cần thiết, phe mua kim loại cần giữ kiểm soát. Trong đợt pullback, mức thoái lui 1.735 đô la Mỹ có thể thách thức phe bán trước khi lùi giá về mức 1.726 đô la Mỹ một ounce. Nhìn chung, vàng vẫn đang trong trạng thái đi xuống từ đầu năm 2021, nhưng việc xây dựng động thái tăng giá gần đây đã thu hút sự chú ý của thị trường. Ở tại thị trường trong nước, cập nhật cuối ngày hôm nay, vàng miếng SJC điều chỉnh tăng từ 50 cho đến 100.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang điều chỉnh tăng từ 155.000 đồng lượng cho đến 370.000 đồng lượng. Cụ thể, giá vàng SJC tại Hà Nội được niêm yết mua vào ở mức 54.900.000 đồng lượng và chiều bán là 55.320.000 đồng lượng. Cả chiều mua và chiều bán đều điều chỉnh tăng là 100.000 đồng lượng. Vàng SJC tại hệ thống Phú Quý điều chỉnh tăng 50.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 54.900.000 đồng lượng và chiều bán là 55.250.000 đồng lượng. Vàng PNG trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội niêm yết ở chiều mua 54.900.000 đồng lượng và chiều bán là 55.300.000 đồng lượng. Ở cả hai chiều mua bán đều điều chỉnh tăng là 100.000 đồng lượng. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi bảng niêm yết giá vàng trong nước tại phiên cuối ngày hôm nay nhé. Giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 54.900.000 đồng lượng, bán ra 55.300.000 đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 54.900.000 đồng lượng, bán ra 55.320.000 đồng lượng, cũng tăng 100.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 400.000 đồng lượng. Vàng Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 54.900.000 đồng lượng, bán ra 55.300.000 đồng lượng, tăng 40.000 đồng lượng ở chiều mua và 110.000 đồng lượng ở chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 54.900.000 đồng lượng, bán ra 55.300.000 đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 400.000 đồng lượng. Vàng PNG tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 54.900.000 đồng lượng, bán ra 55.300.000 đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 54.900.000 đồng lượng, bán ra 55.300.000 đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 400.000 đồng lượng. Giá vàng SJC các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 54.900.000 đồng lượng, bán ra 55.250.000 đồng lượng, tăng 50.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại Mi Hồng, SJC mua vào 55.000 đồng lượng, bán ra 55.200.000 đồng lượng, tăng 50.000 đồng lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại ngân hàng Eximbank mua vào 54.920.000 đồng lượng, bán ra 55.150.000 đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng chiều mua và 80.000 đồng lượng chiều bán. Tại ngân hàng ACB
mua vào 54.950.000 đồng lượng, bán ra 55.250.000 đồng lượng, tăng 180.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Tại ngân hàng SCB, mua vào 54.950.000 đồng lượng, bán ra 55.350.000 đồng lượng, tăng 250.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Tại ngân hàng Manulife, mua vào 54.500.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Tại ngân hàng TP Bank Gold, mua vào 54.900.000 đồng lượng, bán ra 55.300.000 đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán là 100.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang có mức giá niêm yết từ 54.870.000 đồng một lượng cho đến 54.920.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 55.300.000 đồng một lượng cho đến 55.350.000 đồng một lượng. Giá vàng bốn số 9 vàng nữ trang SJC nhận bốn số 9 lại từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 51.370.000 đồng lượng, bán ra 51.970.000 đồng lượng, tăng 370.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang bốn số 9 mua vào 50.970.000 đồng lượng, bán ra 51.670.000 đồng lượng, tăng 370.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 24K mua vào 50.158.000 đồng lượng, bán ra 51.158.000 đồng lượng, tăng 366.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K mua vào 36.906.000 đồng lượng, bán ra 38.906.000 đồng lượng, tăng 277.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 14K mua vào 28.277.000 đồng lượng, bán ra 30.277.000 đồng lượng, tăng 216.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 10K mua vào 19.699.000 đồng lượng, bán ra 21.699.000 đồng lượng, tăng 155.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Các bạn thân mến, vào lúc 16 giờ của Mỹ, tức là vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell sẽ có bài phát biểu. Mỗi lời nói của ông đều được thị trường chú ý và là manh mối của chính sách tiền tệ trong tương lai. Hiện tại, giá vàng đang củng cố đà tăng giá ngay dưới ngưỡng 1.750 đô la Mỹ. Theo chuyên gia từ FactSet, biểu đồ 4 giờ cho thấy đã chuẩn bị cho một sự đột phá của mô hình nêm giảm. Theo như chuyên gia chia sẻ, vàng đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed ông Powell sẽ diễn ra vào cuối ngày hôm nay, tức là vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, để tìm ra cho mình hướng đi mới. Với dữ liệu PPI và CPI lạc quan của Mỹ, kỳ vọng lạm phát sẽ cao hơn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho hàng rào chống lạm phát là vàng. Trong khi đó, thông tin Mỹ tạm dừng sử dụng vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson đang làm ảnh hưởng đến tâm trạng của các nhà đầu tư thị trường và giúp vàng tăng thêm. Biểu đồ 4 giờ của vàng cho thấy giá đang trên đà bứt phá ra khỏi mẫu hình nên giảm, với nến 4 giờ đóng cửa trên ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm ở mức 1.744 đô la Mỹ để xác nhận kịch bản đi lên. Điểm dừng tiếp theo đối với đà tăng của vàng là vùng tâm lý 1.750 đô la Mỹ. Xa hơn sau đó là mức cao nhất ngày 8 tháng 4 ở mức 1.759 đô la Mỹ có thể sẽ được kiểm tra. Bất kỳ đợt pullback nào cũng có thể gặp cản trở ngay tại đường trung bình động 21 ngày đơn giản xuống dốc ở mức 1.741 đô la Mỹ. Nếu ngưỡng giá vừa nêu không giữ được, thị trường có thể lùi về mức kiểm định hỗ trợ tăng ở mức là 1.738 đô la Mỹ một ao. Các bạn thân mến, mặc dù phiên hôm nay theo giờ Việt Nam, vàng thế giới ghi nhận mức giảm nhẹ là 0,09%, nhưng so với phiên ngày hôm qua, giá vàng đã tăng khoảng 10 đô la Mỹ. Trong khi đó, vàng trong nước có mức tăng từ 50 cho đến 370.000 đồng lượng. Tuy mức tăng không mạnh, nhưng sức mạnh của kim loại quý dần đang được củng cố. Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam, vàng thế giới cũng chưa thể bứt phá mạnh bởi giới đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Do đó ngày mai 15 tháng 4, giá vàng biến động mạnh hay nhẹ còn tùy thuộc vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed. Tất nhiên, thị trường trong nước cũng theo xu hướng này. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Tư ngày 14 tháng 4 năm 2021 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này và chúc các bạn buổi tối sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Nếu như các bạn yêu kim loại quý, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông
để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.